Hồi nhỏ tôi có một cô bạn thanh mai hay bắt nạt tôi. Vì để tránh xa cô ấy, tôi đã chọn một trường đại học rất xa nhà. Tưởng rằng cả đời này chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau. Nhưng điều tôi không ngờ là cô ấy lại đậu cùng một trường với tôi. Thậm chí còn định chuyển đến nhà tôi ở, muốn sống chung với tôi. Quả nhiên cuộc sống rời xa Diệp Ma Đầu thật là thoải mái. Ai vậy? Ai đó? Nghe này, tốt nhất là người. Là... Cậu, Diệp Ma Đầu. À không, Diệp Thanh Linh, sao cậu lại ở đây? Lục Đầu Lợn, cậu còn mặt mũi nói. Cậu tự mình rời đi sao không nói với tôi? Nếu không phải tôi hỏi gì, giờ vẫn không tìm được cậu đâu. Không phải chứ, tìm tôi làm gì chứ? Đương nhiên là xem thử khi không có tôi bên cạnh, cậu có nhiễm phải thói xấu gì không? Nói thẳng ra đi, bà đây sẽ ở đây. Cậu muốn ở đây à? Đúng. Cậu cười gì vậy? Ngốc thật. Này, Lục Đầu Lợn, cậu cút ra đây cho tôi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu chuyển vào đâu. Bây giờ không dễ gì mới đậu được đại học. Tôi chuyển đến đây chính là để tránh xa cậu kẻ chuyên gây rắc rối. Nếu như để cậu chuyển vào rồi thì nỗ lực trước đó của tôi không phải lãng phí sao? Cậu mở cửa cho tôi mau. Đồ nhãi, bà đây không tin là bà không trị được mi. Bỗng nhiên cửa trở nên yên tĩnh. Khi tôi nghĩ Diệp Thanh Linh đã từ bỏ thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng khóc lóc. Mọi người mau đến xem tên phụ bạc này. Tôi đã mang thai con của anh ta. Giờ anh ta thậm chí đến cho tôi vào nhà cũng không cho nữa. Tôi thuê một căn hộ cũ, 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Xung quanh toàn là hàng xóm và phần lớn là người già. Nếu để người khác nghe thấy, chỉ trong một ngày tôi sẽ nổi tiếng ở đây mất. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi muốn ở đây. Không được. Ai đó tới xem đi. Cậu im đi, tôi sẽ thả cậu ra. Cậu đừng có la hét. Thế nào Lục Đầu Lợn? Tôi có thể ở đây rồi chứ? Đừng tưởng thế này là tôi sẽ nhượng bộ. Nói đi, rốt cuộc cậu có mục đích gì? Tôi muốn ở đây. Đã nói nhiều lần rồi mà. Vậy cậu nói xem, tại sao cậu muốn ở đây? Còn nữa, tại sao tôi phải để cậu ở đây? Tôi phải giám sát cậu, không để cậu nhiễm thói xấu. Nói thật đi. Mẹ cậu bảo tôi chăm sóc cho cậu. Đừng nói bậy nữa. Ây da, tôi cũng giống cậu đậu đại học Hải Thành. Dù sao còn 1 tháng nữa mới nhập học. Tôi cũng không muốn ở nhà, cho nên đến đây thôi. Cậu cũng đậu đại học Hải Thành sao? Lúc đó cậu không phải nói là muốn thi đại học Kinh sao? Không phải là vì tôi mà cậu đến đại học Hải Thành đấy chứ? Không ơi, không có. Tôi chỉ là thấy phong cảnh ở đây đẹp nên đến thôi. Chẳng liên quan gì đến cậu cả. Không đúng, lúc tôi đăng ký nguyện vọng đã giấu cậu rất kỹ. Hơn nữa cậu còn đi du lịch với gia đình. Sao cậu biết được? Cậu được lắm, lại còn cố tình giấu tôi. May là tôi có số điện thoại mẹ cậu, nên hỏi dì ấy. Dì ấy nói cho tôi biết. Cậu nói dối. Sao vậy mẹ? Tiểu Hằng, Linh Linh chắc là đã đến chỗ con rồi phải không? Con bé nói là muốn đến sớm để làm quen với môi trường thành phố bên trường. Mẹ nghĩ có nó ở đó, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, nên mẹ đã cho nó địa chỉ của con. Dì à, con đã đến đây rồi. Dì đừng lo nữa nhé. Được, đến rồi là tốt. Cảm ơn dì. Tiểu Hằng à, tuy là hai đứa ở chung, nhưng không được làm chuyện kỳ quặc đâu nhé. Những loại chuyện đó phải đợi sau khi tốt nghiệp và kết hôn mới được nhé. Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy? Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Đúng là mẹ cậu bảo tôi đến chăm sóc cậu mà. Này, sao cậu lại uống thứ này? Không tốt cho cơ thể nam giới đâu. Cậu có ở không đây? Nếu ở, vậy thì đừng lắm mồm nữa. Ở, phòng tôi ở đâu? Phòng trong cùng, tôi chịu thua thật. Nói xong Diệp Thanh Linh kéo vali đi thẳng vào. Trời ơi, tôi vất vả là mới xa được cậu ta. Giờ bảo tôi phải bắt đầu sống chung với cậu ta. Trời ơi là trời. Ông không thể vì tôi không tin ông mà không giúp tôi chứ. Này, Lục Hằng, qua đây giúp tôi một tí. Đại tiểu thư, cô có gì sai bảo? Giúp tôi khiêng vali này lên. Nhiều quá nặng lắm. Cậu mang nhiều quần áo thế làm gì? Trong vali toàn là quần áo. Đâu chỉ có quần áo, còn có khăn tắm, kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm. Đừng nói là cậu định ở đây lâu dài nhé. Ừ, không thì sao? Không được, cậu chỉ được ở đến khi nhập học thôi. Sau đó cậu có thể đến ký túc xá. Thế còn cậu? Tôi, tất nhiên là tôi ở đây lâu dài rồi. Hứ, đồ keo kiệt. Ở thêm vài ngày thì có sao đâu chứ. Cậu nói gì? Không có gì. Sau khi nhập học tôi sẽ chuyển đi. Lục Đầu Lợn. Ai nữa đây? Hôm nay chung cửa nhà tôi cứ rung không ngừng.
còn nhiều hơn cả tháng trước. Xin chào, chuyển phát nhanh đây. Tôi đâu có mua gì đâu, mà còn to thế này. Đến rồi à, của tôi. Diệp Thanh Linh vội chạy ra từ phòng, sau đó ký nhận. Được rồi, cảm ơn. Mau giúp tôi mang hàng vào trong. Tại sao tôi phải giúp cậu chứ? 5 tệ. Đừng tưởng tôi sẽ cúi người vì 5 tệ. 10 tệ. Được rồi, nô tài xin tuân lệnh. Cũng hơi nặng đấy. Mở hàng ra, tôi thấy bên trong ngoài chăn, ga giường và đồ dùng giường ngủ. Bỗng tôi thấy một vật quen thuộc. Đó là cái đầu chó bằng gỗ tôi làm hồi nhỏ. Sau đó tặng cho Diệp Thanh Linh, không ngờ cô ấy vẫn giữ nó. Này, cái đầu chó này, cậu vẫn còn giữ à? Tôi đâu như ai đó thích cái mới chán cái cũ chứ. Cậu nói ai thích cái mới chán cái cũ? Ai nhận thì chính là người đó. Tôi có nhận đâu. Cậu không nhận sao biết là nói cậu. Dù sao tôi không có thích mới chán cũ. Trong lúc cãi vã hai người đã sắp xếp xong phòng. Không tệ. Bắt đầu kể từ hôm nay, tôi chính thức ở đây rồi. Mệt chết tôi rồi. Lục đầu lợn, sức yếu đến thế à? Thế đã không chịu nổi rồi. Đừng nói chuyện không biết mệt. Cậu mang nhiều đồ thế, mà phần lớn đều là tôi giúp cậu sắp xếp. Tất nhiên cậu không mệt rồi. Chỉ trả người ta có 10 tệ, thật là thiệt cho tôi quá rồi. Cậu còn dám đứng đây châm chọc tôi. Thôi được rồi, vì cậu đã giúp tôi sắp xếp phòng. Bổn tiểu thư đây rộng lượng, mời cậu ăn trưa vậy. Ăn trưa ăn món gì? Đừng nói bổn tiểu thư keo kiệt. Tôi mời cậu ăn thịnh soạn. Đi thôi, đợi tôi với. 5 phút sau. Đây là bữa thịnh soạn mà cậu nói đấy à? Sao nào, đây là cơm rang trứng đấy. Sao không phải thịnh soạn chứ? Thì tạm coi là vậy đi. Nhưng cậu nói mời tôi ăn, mà chỉ tìm một quán ăn nhanh dưới nhà thôi à? Ý tôi là đi xa một chút ăn đồ nhanh, vậy cũng được mà. Này, bổn cô nương có lòng mời cậu ăn, vậy mà cậu lại lắm lời thế. Còn muốn ăn không hả? Ăn, sao không ăn chứ? Bà chủ Diệp hào phóng. No rồi, phải rồi. Có phải cậu đăng ký ngành quản trị kinh doanh của Đại học Hải không? Sao cậu biết? Bổn tiểu thư trên thông thiên văn giới thường địa lý. Chuyện nhỏ của cậu, tôi tính cái là biết ngay. Đừng nói nhảm nói mau. Gì nói cho tôi biết. Đồ phản bội. Tôi còn dặn bà ấy đừng nói với cậu nữa. Cậu được lắm, còn giấu tôi nữa. May mà bổn tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh. Thế cậu đăng ký ngành nào? Cũng quản trị kinh doanh à? Cậu thật là... Sao lúc nào cũng bắt chước tôi thế? Từ nhỏ cậu đã vậy rồi. Làm cái mình thích không tốt sao? Đúng vậy, tôi thích thế đấy. Ăn xong rồi chúng ta về thôi. Sau đó hai người lần lượt đi về theo đường cũ. Đi thang máy, lên tầng 4. Về đến nhà, tôi nằm vật ra sofa. Nhíu mày không khỏi lo lắng. Dù sao cũng là hai người sống chung, cuộc sống chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối không đáng có. Tuy là bạn thanh mai trúc mã, nhưng nam nữ vẫn phải có khoảng cách. Không được, tôi phải đặt ra quy tắc. Nếu không cái đồ quỷ kia, đến lúc đó sẽ lén lén lút lút vào phòng tôi làm loạn. Từ nhỏ tôi có một cô bạn thanh mai hay bắt nạt tôi, lớn lên lại trở thành nữ thần lạnh lùng được vạn người theo đuổi. Tưởng rằng nhiều năm không gặp hai người sẽ trở nên xa lạ, nhưng không ngờ cô ấy đột nhiên muốn chuyển đến ở chung với tôi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là, sau khi ở chung mỗi tối cô ấy đều lén lút vào phòng tôi. Lần này tôi quyết định mở một cuộc họp gia đình. Như sau, về việc bạn học Diệp Thanh Linh chuyển đến nhà Lục Hàng ở chung. Những quy tắc cần phải tuân thủ. Tôi lại nhảy một tràng dài. Diệp Thanh Linh tay chống đầu tựa vào sofa, mắt nhắm nhắm mở, đầu gật cù xuống dưới. Rõ ràng là buồn ngủ, cậu có nghe rõ không? Cậu nói gì? Không phải chứ, tôi đã nói lâu như vậy, vậy mà cậu thậm chí không biết tôi nói gì. Cậu còn biết là cậu nói lâu nữa cơ. Nói đến tôi buồn ngủ luôn rồi. Được rồi, vậy tôi nói những điểm chính. Đầu tiên, điều thứ nhất, khi người khác đang nghỉ ngơi, không được làm ồn. Điều thứ hai, cậu ở đây một tháng, tiền nhà và điện nước sẽ chia đôi. Điều thứ ba, việc nhà cứ hai ngày đổi một lần. Điều thứ tư, đồ lót của mình phải cất gọn gàng, không được vứt lung tung. Tôi đâu có vứt lung tung đâu. Trước đây mỗi lần vào phòng cậu đều thấy đồ lót bay tứ tung loạn xạ. Được rồi, điều tiếp theo. Điều thứ năm, không được tùy tiện ra vào phòng người khác. Không phải chứ, dựa vào đâu? Vào phòng cậu là quyền của tôi, nên sửa thành Diệp Thanh Linh có thể tùy ý vào phòng Lục Hàng. Nhưng Lục Hàng không được tùy tiện vào phòng Diệp Thanh Linh. Cậu có quyền gì vào phòng tôi? Quyền bạn thanh mai trúc mã. Được rồi, tạm thời chỉ nghĩ được đến thế. Sao lại thế được? Tôi không phục. Vì đây là nhà tôi, nếu không phục thì tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài. Lâu Diệp Thanh Linh sẽ vi phạm quy tắc giữa chừng. Tôi lấy ra một tờ giấy, trên đó viết 4 chữ lớn quy tắc ở chung màu đỏ. Lấy ra một cây bút đỏ, bôi đầy ngón cái, ấn lên tờ giấy đó, để lại một dấu vân tay.
Không ơi, không phải. Cậu định làm gì vậy? Cậu không định bắt tôi giống cậu? Bôi cái này lên ngón cái đấy chứ. Đừng hòng, tôi chết cũng không chấp nhận đâu. Một phút sau, tôi nhìn hai dấu vân tay đỏ trên tờ giấy. Hài lòng gật đầu. Con Diệt Thanh Linh thì ở trong phòng tắm, điên cuồng trà rửa vết đỏ trên tay. Đồ Lục đầu lợn chết tiệt. Xem cậu làm ra chuyện tốt gì nè. Rửa mãi không sạch. Không sao, vài ngày nữa sẽ hết thôi. Khi tôi muốn mở tủ lạnh, định lấy một chai Coca, phát hiện trong đó cũng không có nhiều đồ ăn. Có vẻ phải đi mua sắm rồi. Dù sao giờ có hai người ở, phải chuẩn bị nhiều thức ăn hơn mới được. Diệp Thanh Linh, tôi đi mua đồ, cậu có đi không? Có, cậu đợi tôi một chút. Xứng thật, quả nhiên mùa hè uống Coca lạnh là nhất. Cậu lại uống Coca à? Đã bảo cậu rồi, uống mấy thứ nước ngọt có ga này không tốt cho nam giới đâu. Có sao đâu, tôi chỉ uống chai này rồi không uống nữa. Này, muốn uống thì tự mua đi. Sao lại giật của tôi? Tôi uống qua rồi đấy nhé. Cậu nên cảm ơn đi. Một người xinh đẹp lại dễ thương như tôi lại không chê đồ cậu uống qua này. Mặt dày thật. Nhưng phải công nhận con bé này trông cũng khá xinh. Tôi bảo cậu uống ít đồ có ga thôi mà. Cậu chưa nghe người ta nói à? Uống nhiều mấy thứ này sau này sẽ không sinh được con đâu. Cậu nghe mấy người lung tung nói đấy à? Với lại tôi đâu có uống nhiều. Diệp ma đầu, xí, lục đầu lợn. Diệp ma đầu, lục đầu lợn. Được rồi cứ cãi nhau thế này. Tối nay không có gì mà ăn đâu. Vậy bổn tiểu thư sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha cho cậu lần này. Đi thôi. Cậu coi cậu kiểu giấu của tôi. Không được, mua đồ ăn trước rồi mới mua cô cư. Biết rồi. Cà chua này trông tươi ngon quá. Ai ra, những rau này không ngon. Chúng ta đi mua thịt đi. Mua rau trước. Dù không ngon cậu cũng phải ăn một chút. Đồ đàn ông nhỏ nhen. Tối nay nấu cái này ăn nhé. Không, Diệp Thanh Linh lắc tay tôi từ chối âm ỉ. Được rồi đừng lắc nữa. Tôi đâu chỉ nấu mỗi cái này. Cậu muốn ăn gì? Nghe thấy vậy mắt Diệp Thanh Linh như tỏa sáng. Tôi muốn ăn thịt. Tôm, thịt bò, thịt gà, qua. Vừa nói, nước miếng vừa chảy dài từ khóe miệng. Mau lau nước miếng ở khóe miệng đi. Cậu là đàn ông sao ra ngoài còn mang khăn giấy? Nếu tôi không mang khăn giấy giờ cậu sẽ dùng cái gì? Diệp Thanh Linh cười ngốc một tiếng, sau đó nhảy chân sáo đi về phía quầy thịt. Lục Hằng, đột nhiên phía sau vang lên giọng nữ dễ nghe. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái xinh đẹp dịu dàng, nụ cười như ánh nắng đang đi về phía tôi. Tô Nhu, sao cậu lại ở đây? Vừa nãy thấy bóng lưng cậu quen. Thử gọi một tiếng. Thật sự là cậu. Tôi dẫn em gái ra mua đồ. Tô Kỳ chào anh đi. Chào anh à. Chào em gái nhỏ. Anh ơi, chị đẹp kia sao cứ nhìn chằm chằm về phía chúng ta vậy? Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Thanh Linh ở không xa đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào mình. Đó là bạn của anh đấy. Rõ ràng Tô Nhu cũng để ý thấy Diệp Thanh Linh. Trong khoảnh khắc Diệp Thanh Linh quay đầu lại, Tô Nhu mỉm cười dịu dàng với cô ấy. Ngày mai chúng ta trực ca rồi. Nhớ đừng đến muộn nhé. Trực ca? Trực ca gì vậy? Tôi và Tô Nhu làm bán thời gian ở cùng một hiệu sách. Bây giờ đến lượt chúng tôi cùng trực một ca. Hôm nay chúng tôi vừa nghỉ. Ngày mai phải đi làm rồi. Không phải chứ, cậu còn đi làm nữa à? Ừ, đây cũng là điều kiện gia đình cho phép tôi được ra ở riêng. Ngoài học phí và sinh hoạt phí, tiền nhà và tiền điện nước thì phải tự lo. Cho nên, tôi nhất định phải đi làm kiếm tiền. Vậy chúng tôi đi trước, mai gặp nhé. Ừ, ba ba mai gặp. Ừ, ba ba, mai gặp. Này, đừng nhại tôi. Đó là lời nói lịch sự được chứ? Xí, tôi thèm vào nhại cậu. Thấy gái đẹp là cứ đứng được ra đấy. Ai thấy gái đẹp là đứng được ra cơ? Còn ai nữa, ngoài một lục đầu lợn ra? Tôi chỉ lịch sự thôi được chứ? Ai mà biết? Cậu lại nổi điên lên vì chuyện gì vậy? Không biết, đừng quan tâm tôi. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Thực sự không biết Diệp Thanh Linh nổi điên vì chuyện gì. Cậu đợi tôi một chút đã. Có một cô bạn Thanh Mai ghen tuông thì sẽ thế nào? Tôi chỉ nói chuyện với một cô gái khác một câu. Cô ấy đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Cậu giận cái gì vậy? Không biết, thì đừng đi theo tôi. Dù cậu nói đừng đi theo, nhưng lát nữa cũng phải về nhà mà. Diệp Thanh Linh sững người một lúc. Cô ấy dường như cũng nhận ra đúng là như vậy. Nhưng cô ấy không kìm nén được cơn giận trong lòng. Vậy tôi tự về một mình. Về? Cậu về bằng cách nào? Chìa khóa còn đang ở chỗ tôi mà. Diệp Thanh Linh vốn đã không vui, nghe câu này liền nổi giận. Vậy tôi không về nữa. Thật chứ? Một lời đã định nhé. Xong hỉ lâm môn. Đợi tôi với, để tôi đi lấy xe đầy đựng thịt cho cậu. Nói xong tôi liền quay đi tìm xe. Khi quay lại, đã không thấy bóng dáng Diệp Thanh Linh đâu.
Tôi lập tức lo lắng như lửa đốt, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Diệp Thanh Linh khắp nơi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc, khiến lòng tôi thắt lại, vội vàng bỏ xe đẩy xuống, cẩn thận đi theo hướng tiếng khóc. Chỉ thấy Diệp Thanh Linh một mình ngồi xổm ở góc, phát ra tiếng nức nghẹn đau lòng. Dáng vẻ bất lực của cô ấy, như thể cả thế giới đã bỏ rơi cô ấy vậy. Lúc này tôi cũng nhận ra mình vừa rồi có vẻ hơi quá đáng. Đã từng có người nói với tôi, khi cảm thấy buồn, hay ăn một cây kẹo, tâm trạng sẽ vui lên. Thanh Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt cô ấy mang theo chút mệt mỏi và buồn bã. Đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn còn nhớ sao? Cây kẹo này gợi lên kỷ niệm chung của hai người. Hồi nhỏ, do tôi nghịch ngợm bị bố dạy dỗ cho một trận. Lúc đó tôi một mình trốn ở cửa khóc thầm. Chính lúc đó Diệp Thanh Linh đã phát hiện ra tôi và lấy ra một cây kẹo mút, nói những lời giống như bây giờ. Bây giờ có cảm thấy tốt hơn chưa? Hứ, bổn tiểu thư không dễ bị dỗ dành như vậy đâu. Hơn nữa những lời cậu vừa nói thật là làm người ta đau lòng quá đi. Sao lại bảo tôi đừng về nữa lại còn xong nghỉ Lâm Môn? Đó là một câu đùa mà. Cậu không biết đùa sao? Đó chỉ là nói đùa thôi. Nói như vậy là cậu không đuổi tôi đi? Không phải. Và cũng sẽ vì tôi không ở nhà cậu nữa mà cảm thấy vui? Không, nếu như cậu không ở nhà tôi nữa, tôi còn không vui ấy. Được rồi, xem ra phải dùng đến tuyệt chiêu rồi. Thôi đừng giận nữa, cậu xem có gì muốn ăn không? Lấy lên xe đi, tôi mời cậu. Thật không? Diệp Thanh Linh trong phút chốc mắt sáng lên, quay đầu lại phấn khích như một đứa trẻ. Con bé này càng ngày càng khó đối phó. Mệt thật. Rõ ràng là cô ấy đến ở nhà mình không lấy phí môi giới đã là tốt rồi. Sao mình còn phải tốn tiền nữa chứ? Đây chẳng phải là điển hình của mất cả chỉ lẫn trai sao? Ha ha, ông chủ hào phóng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Diệp Thanh Linh liền chọn đồ ăn vặt mình thích. Này, gói kẹo mút này làm sao đây? Đã mở ra rồi. Tất nhiên là lát nữa mang đi tính tiền luôn. Chắc không sao đâu. Đâu phải không trả tiền. Vậy sau khi tính tiền xong, gói kẹo mút này có thể để trong phòng tôi không? Được mà, nếu cậu thích ăn vậy thì cứ lấy đi. Tôi cũng ít khi ăn kẹo. Xem cậu thành tâm như vậy, bồn tiểu thư sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha cho cậu đây. Tôi im lặng nhìn Diệp Thanh Linh. Vậy cảm ơn đại tiểu thư đã tha thứ. Đi thôi, chúng ta đi mua thêm thịt. Tối nay tôi muốn ăn cánh gà câu lơ. Được thôi đại tiểu thư, buổi tối về tôi sẽ làm cho cậu ăn. Cuối cùng cũng về đến nhà. Mệt chết bồn tiểu thư rồi. Gì chứ, cậu nói với tôi là cậu mệt á? Mua nhiều đồ thế này, toàn là tôi xách. Ai bảo toàn là cậu xách? Tôi có cầm câu cơ của cậu đàng hoàng mà. Nhắc đến cái này là lại tức. Cậu chỉ cho tôi mua có 3 chai mà còn thở than ở đây. Hơn nữa còn một chai là để làm cánh gà câu lơ tối nay phải dùng đến. Haha, đừng để ý. Sắp xếp các nguyên liệu thành các loại cho cùng một món ăn. Khi vào phòng khách, thấy Diệp Thanh Linh đang thảnh thơi nằm trên ghế sofa. Này, cậu đừng có nhàn rỗi, qua đây sắp xếp đồ ăn vặt vừa mua đi. Ê, cho tôi nghỉ một lát không được sao? Mệt quá. Không được, không thì tối nay chỉ ăn bông cải xanh luộc thôi. Không muốn, giờ tôi sẽ làm ngay. Lục đầu lợn, lục đồ ngốc, đồ keo kiệt. Người ta nghỉ một tí cũng không cho. Thuở nhỏ có một cô bạn thanh mai trúc mã hay bắt nạt tôi. Để tránh xa cô ấy, tôi đã chọn một trường đại học thật xa nhà. Tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là cô ấy lại thi đậu cùng một trường với tôi. Thậm chí còn định chuyển đến ở cùng nhà tôi, muốn sống chung với tôi. Vì cậu mua đồ ăn vặt cho tôi nên tạm thời tha thứ cho cậu đấy. Này, lục đầu heo, tôi qua phòng cậu một chút để cất đồ ăn vặt mua cho cậu. Ồ, đi. Diệp Thanh Linh cười khúc khích, rồi xách nửa túi đồ ăn vặt còn lại, mở cửa phòng tôi ra. Không tệ nhỉ, vẫn như xưa vậy, rất sạch sẽ. Sau đó cô ấy nhìn về phía chiếc giường ngăn nắp sạch sẽ, rón rén bước về phía cửa phòng, lén lút nhìn ngó xung quanh, phát hiện không thấy bóng dáng của tôi đâu. Cậu làm gì thế? Không, không làm gì cả. Làm sao tôi dám làm gì chứ? Tôi chợt hiểu ra, con bé này chắc chắn là muốn tìm trong phòng tôi mấy cuốn sách kỳ quặc. May mà tôi không còn xem mấy thứ đó nữa. Thất vọng lắm phải không? Tôi biết cậu vào phòng tôi thì chẳng bao giờ có ý tốt cả. Ha ha, làm gì có. Tôi chỉ muốn giám sát cậu, xem cậu có nhiễm thói xấu không thôi. Thôi được rồi, lần này cũng tại tôi không chú ý, lại đồng ý cho cậu vào phòng tôi. Lần này không tính là vi phạm nội quy ở chung. Nhớ đừng có lần sau đấy. Ây da, biết rồi. Diệp Thanh Linh mặt vẫn còn hơi đỏ, thở gấp từng hơi nhỏ, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. May mà Lục Hằng là một gã đàn ông thần kinh thô, nếu không thì đã bị phát hiện rồi. Hai người nằm tựa hai đầu ghế sofa, mải mê với điện thoại của mình. Bỗng nhiên tôi như nhớ ra điều gì đó,
Diệt Thanh Linh, cậu qua đây từ khi nào vậy? Tôi nhớ từ Thanh Thành nhà chúng ta bên đó. Đi tàu cao tốc đến đây, ít nhất cũng phải 5 tiếng đồng hồ. Sáng nay 10 giờ cậu đã đứng trước cửa nhà tôi rồi. Như vậy mà nói, cậu đã đi từ tối hôm qua rồi phải không? Đúng vậy, nên tôi mới bảo là mệt đó. Tôi cả đêm hầu như không ngủ. Vội vội vàng vàng chạy đến đây. Kết quả là có người ban đầu còn không cho vào cửa. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại. Bây giờ đã 4 giờ chiều. Vậy cậu đi ngủ một lát đi. Cơm tối xong tôi gọi cậu. Từ khi nào cậu lại tốt bụng thế? Thực ra khi nghe Diệp Thanh Linh đã đến từ sáng sớm, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu có đi không đây? Không đi thì lát nữa nấu cơm với tôi. Với lại, tôi khi nào mà không tốt bụng? Người ta từ xa đến, ban đầu mình còn để người ta đứng ngoài, thật sự không tốt. Hơn nữa, thấy hôm nay Diệp Thanh Linh khóc thảm thương như vậy, thật sự cũng hơi đau lòng. Hê hê, lục đầu heo, cậu muốn quan tâm tôi thì nói thẳng đi. Đừng nhiều lời, nếu không đi thì lát nữa phải phụ tôi nấu cơm tối. Không sao, tôi cũng không buồn ngủ lắm. Vẫn là lát nữa phụ cậu nấu cơm vậy. Diệp Thanh Linh trừng mắt nhìn Lục Hằng như một lời cảnh cáo. Mẹ, sao thế à? Linh Linh, con đã đến chỗ Tiểu Hằng chưa? Vâng, con đã đến rồi. Vậy đưa điện thoại cho Tiểu Hằng. Mẹ nói chuyện với nó hai câu. Vâng, Lục, mẹ tôi tìm cậu. Con chào gì? Con là Tiểu Hằng đây. Tiểu Hằng à, chào con. Linh Linh mới về nhà hôm qua. Tôi đã vội vã xuất phát đi tìm con rồi. Dì nghĩ nghe giọng con một chút, xem nó có đến nơi an toàn không. Mẹ, mẹ nói nhảm gì vậy? Con ấy, con đâu có vừa về nhà đã đi tìm cậu ấy đâu. Con gác máy trước đây. Hóa ra là cậu vừa về nhà, rồi lại lập tức xuất phát đi tìm tôi à? Tôi không có, tôi chỉ là muốn đến đây nhanh để tìm hiểu về Hải Thành một chút mà thôi. Vậy cậu bận thật đấy. Hai tháng nghỉ hè, tháng đầu thì lấy lý do đi du lịch với gia đình. Còn lại một tháng, vừa về là chạy đến chỗ tôi rồi. Bổn tiểu thư đây năng động vô hạn, tất nhiên là phải đi nhiều chỗ rồi. Đúng là năng động vô hạn. Vừa rồi còn nằm trên ghế sofa trông như xác chết vậy. Cậu thì khác gì, đều nằm lì trên ghế sofa thôi. Còn nói ai chứ? Tôi đã dọn dẹp phòng cho cậu đấy, lại mang về nhiều đồ thế kia. Tất nhiên tôi mệt rồi, nhưng tôi còn chưa được nghỉ ngơi tốt cả ngày nữa. Đương nhiên là mệt rồi. Hai người lần lượt quay đầu đi, không thèm nhìn nhau nữa. Này, chơi game không? Nhà vô, xem bổn tiểu thư bắt nạt cậu thế nào. Cậu hỗ trợ tôi nhé. Tăng rồi, quên nấu cơm rồi. Diệp Thanh Linh qua đây giúp tôi. Cậu rửa mớ rau đó đi. Và bắp cải xanh, nhớ ngâm nước muối một chút nha. Ai ra, biết rồi. Cậu đừng có ý đồ gì nhé. Tôi biết cậu không thích ăn rau, nhưng tối nay cậu sẽ phải ăn bắp cải xanh đấy. Hê hê, làm gì có ý đồ gì đâu. Không đâu. Thương quá, đừng chỉ nhìn thịt thôi. Ăn rau một chút đi. Đầu heo, ngày mai cậu phải đi làm sao? Ừ, thực ra không phải ngày mai tôi mới đi làm. Tôi đã làm gần được một tháng rồi. Hôm nay chỉ là nghỉ luân phiên thôi. Ồ, vậy ngày mai cậu vào làm mấy giờ và mấy giờ thì về? Tôi đi làm vào khoảng 10 giờ sáng, về lúc 4 giờ chiều. Đây chỉ là việc làm bán thời gian, nên thời gian làm việc không dài lắm, nhưng có thể phải làm thêm giờ. Giọng nói của Diệp Thanh Linh rõ ràng mang theo một chút thất vọng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và tiếp tục hỏi. Vậy cô gái hôm nay có làm chung với cậu không? Cô ấy cũng làm bán thời gian như tôi, nên chúng tôi vẫn hay thường xếp lịch làm chung với nhau. Nghe xong câu này, ánh mắt Diệp Thanh Linh đột nhiên tối sầm lại, không khỏi dâng lên một cảm giác thất vọng trong lòng. Vậy cậu và cô gái đó rất thân sao? Cũng không thân lắm, chỉ là liên lạc trong lúc làm việc thôi. Hôm nay gặp ở siêu thị cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Không ngờ cô ấy cũng sống gần đây. Nghe những lời này, Diệp Thanh Linh hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu hỏi cái đó làm gì? À, không có gì đâu. Cậu lúng túng cười gượng như thế, tưởng lừa được tôi à? Nói đi, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Mọi người xem xong nhớ cho mình một like nha.